rừng núi như thế này thì biết tìm ở đâu. Mới sáng ra đã đi đâu rồi không biết. Ngọc ơi, tỉ linh ta linh tinh còn mà rừng nó lại bắt cho thì đã không biết đường rồi thì chớ. Ngọc ơi, hay là anh Phò anh lại rủ đi đá gà rồi nhở? Mà tính bà Ngọc này thì mình lại biết bà ấy lại thích anh A Chi mà to cơ. Chứ làm gì thích anh Giảng A Phò. Chắc là đi cùng anh A Chi mà to rồi. Chân em đi rừng nhiều đường lầm lối này này ơi, nhưng em chọn lối này, em đây chọn lối này vì thôi. Có tiếng sáo nghe hay thế nhở? À, hình như hôm nay là chợ tình thì phải. Ơ, ai đang khóc thế nhở? Này là cô gì ơi, cô gì ơi, cô gì ơi, sao lại ngồi khóc ở đây? Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi thanh xuân cho phải nghỉ ngơi, mị không được xuống chợ tình à. Thế sao mị không xuống đi mà lại ngồi ở đây khóc làm gì? Bố mẹ mị không cho mị đi chơi nên mị khóc. Thế nhà mị ở đâu? Nhà mị ở trên này này. Thôi được rồi, để tôi sẽ giúp mị đi chơi. Thật á? Thật chứ. Đấy, giống với bạn rồi nhá. Lát nữa bố mẹ tôi đi qua, cô chỉ cần cúi mặt xuống là được. Rồi rồi, đi 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 đi. À, để mị nói cho mà nghe. Thôi, thôi thôi, không cần, bố mẹ phát hiện bây giờ đấy. Đi mau đi. À, thế cảm ơn nhá. Ừ, ờ, đi chơi. Ôi trời, chơi rồi. Mình quên mất, nhỡ đâu cô Mị có xuống chợ tình xong bị bắt thì làm nào nhở? Mình ngồi đây cả đời à? Mà mình lại thành gái bản luôn à? Ôi không được đâu. Ôi chết rồi. Giàng ơi, hôm nay là đến phiên chợ tình đi bắt vợ rồi. Sướng cái bụng này quá. À mà không được rồi, mình phải tập hát lấy một cái bài gì đó để xuống đó mình còn bắt vợ chứ. Nghe nói là mấy cái thằng trai bảng khác á, nó còn hát hay lắm. À, chúng nó hát hay nhưng chúng nó làm gì biết nhảy. Mình nhảy cái bài gì của ca sĩ Jack nhở? À đây rồi, này này là Giang gì ơi, Giang gì ơi, Giang gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng. Như thế liệu có được không nhỉ? Mình thấy hay quá rồi. Khán giả cho một tràng vỗ tay được không? Chả có ai. Chúng ta tình thôi. Hôm qua lên núi hái chè, gặp thằng bỏ mẹ cũng lên núi hái chè. Em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Chuống chợ, chuống chợ. Ô, Giang ơi, đã xuống đến chợ tình đâu mà sao lại có gái chính nó ngồi ở đây nhở? Hay là con ma rừng nó biến ra nhở? Không được rồi, mình phải đi phòng. Tôi chết rồi, sao lại có người ở đây nhỉ? Này, chết rồi, nhỡ bị phát hiện ra thì làm nào?
Mày là ai mà dám ngồi đây? Có phải con ma rừng biến ra không? Cái giọng này quen đấy nhở? Cái con người này. Nói nhỏ thôi. Được rồi. Thế tại sao ngồi đây? Không ai nghe tiếng đâu à? Chắc còn xin lỗi. Đã bảo là nói nhỏ thôi. Thế mà không nói sớm à? Mà này, thế tại sao cái cán bộ y tế lại ngồi ở đây làm cái gì? Mà lại còn mặc cái quần áo của dân tộc tao nữa? À, tôi ngồi đây để cho cô Mỹ cô đi chợ tình rồi. Cái Mỹ con của áp bao đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, thế sao không bảo sớm? Mỹ không xin cái Mỹ à, đi bắt đây. Này, nhớ nhắn cô Mỹ là về sớm đấy nha. Đấy. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Xuống chợ tình thôi. Sắp đến chợ tình rồi, được gặp các anh trai bản rồi. Ưng cái bụng này quá. Đứng lại, đứng. Tao được kịp mày rồi à? Cái con mẩy mị này, việc gì phải đi xuống chợ tình à? Tao bắt mày luôn. Không được đâu. Thầy mẹ tao bảo là lấy chồng là phải xem lông. Cái gì cơ à? Xem lông à? Đúng rồi, mày cho tao xem lông đi. Được rồi, vào xong bữa tao cho mày xem lông đây. 1.121, 1.122. Ôi dồi ôi, sao mày nhiều lông thế? Mày đếm nhanh lên, tao nhột lắm rồi. 1.125, 1.126. Nhà tao có truyền thống là nhiều lông mà, xong chưa? Xong rồi. Mày thấy lông chân của tao nhiều chưa? Nhưng mà mày đã ưng cái bụng chưa? Ưng rồi. Rồi, thế mày theo tao về làm vợ nha, đi thôi. Ê! Đi thôi, tao bắt được mày về làm vợ à, mế tao hơi bị vui luôn à. Mà này, tao với mày chơi trò chơi đi. Trò gì? Gia tăng dân số. Chơi luôn, trò này dễ rồi à. Đây rồi. Mày phải mở rộng ra thì tao mới cho vào được chứ. Chơi trò này thích mày nhỉ? Nhẹ tay thôi, không tay lỗ bây giờ. Tay thế nào được lỗ? Nhưng mà mày phải mở rộng ra thì tao mới cho vào được chứ. Ôi dồi ôi, tao mệt quá rồi. Mà mãi nó không ra mày ạ. Mày cố lên để cho nó ra đi. Ra mày thích. Ôi dồi, tao đang cố đây. Nhưng mày, ôi dồi mày giúp tao với. Đây rồi. Cuối cùng thì cũng ra rồi, tao bắt được con dế rồi. Này, ở nhà ta có con dế cái, đây là con dế đực. Về cho nó gia tăng dân số, đi về thôi, hôm sau lại chơi tiếp nha. Về thôi, trò này vui quá, hôm sau lại chơi tiếp nha. Đi thôi. Này là cô gì ơi, cô gì ơi, cô gì ơi. Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi. Thanh xuân cho phải nghỉ ngơi. Thế sao mị không xuống đi, mà lại ngồi ở đây khóc làm gì? Rồi, đi. À, để mị nói cho mà nghe. Thôi, đi nhanh đi, không vừa hết chợ tình. Anh nói bảo là thôi được rồi, đi. Nói bảo à, mai sau biết. Thôi được rồi, cô đi đi. À, cái gì? Được rồi, tao đi đây. Để mình nói cho mà nghe. Được rồi, tao đi đây. Để mình nói cho mà nghe. Thôi được rồi, cô đi đi. À, để mình nói cho mà nghe. Đừng có nhìn. Tôi nghe tiếng gì?
không nghe gì.